tại kỳ họp lần thứ 42 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ở thủ đô Paris, Pháp, Việt Nam đã được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việc Việt Nam được tín nhiệm bầu là một trong những Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO tại kỳ họp lần thứ 42 đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương có ý nghĩa rất quan trọng. Điều này tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước về đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương. Sự tín nhiệm này của cộng đồng thế giới cũng thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cho thấy sự ủng hộ, tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của Việt Nam tại các thể chế đa phương toàn cầu, đặc biệt là những đóng góp tích cực đối với hoạt động của UNESCO. Theo Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, với trọng trách mới này, lần đầu tiên Việt Nam cùng một lúc đảm nhận vai trò tại 4 cơ chế then chốt của UNESCO. Việt Nam có điều kiện trực tiếp tham gia quá trình điều hành, định hình các chính sách, quyết định quan trọng của UNESCO. Chiều ngày 8 tháng 11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người chửi bới, dùng tay và ghế đánh liên tiếp vào lưng và đầu của một số người mặc đồng phục thanh niên xung phong là nhân viên của phà cắt lái. Cụ thể, người đàn ông ngồi trên xe máy phía sau chở thùng hàng lớn, người còn lại tiến tới đẩy thanh gác soát vé để xe máy chạy qua nhưng bất thành. Chưa hết, hai người này tiếp tục dựng xe máy rồi áp sát, dùng tay, ghế đánh vào lưng, đầu của một số nhân viên soát vé. Đoạn clip sau khi được lan truyền trên mạng đã gây bất bình trong dư luận. Qua xác minh, vụ việc xảy ra chiều ngày 4 tháng 11. Đại diện phà cắt lái cũng cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ đánh nhau là do hai người đàn ông đi xe máy đã lưu thông ngược chiều, chạy vào làn đường dành cho xe qua phà từ phía thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai để lên phà nhưng đã bị nhân viên phà chặn lại. Xí nghiệp quản lý phà thanh niên xung phong đã báo cho công an để hỗ trợ giải quyết. Hiện vụ việc đang được xác minh, làm rõ. Chiều tối ngày 8 tháng 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thông tin đơn vị vừa cứu nạn thành công 6 người, trong đó có một bé trai 3 tuổi và 5 người lớn bị chìm tàu trên vùng biển Côn Đảo. Trước đó, đơn vị nhận được thông tin một tàu bị phá nước sắp chìm, cách Côn Đảo khoảng 18 hải lý về hướng Tây Bắc nên nhanh chóng xuất phát đi cứu nạn. Đến gần 7 giờ 30 phút thì tiếp cận được tàu bị nạn và đưa toàn bộ 6 người sang tàu của đơn vị. Được biết, tàu bị nạn đang chở 3.000 cây nước đá từ Sóc Trăng đi Côn Đảo. Dù đã được lực lượng chức năng hỗ trợ, nhưng do nước vào quá nhiều nên tàu đã bị chìm. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dải Gaza đang đối mặt với nguy cơ dịch bệnh lây lan gia tăng do các cuộc không kích của Israel làm gián đoạn hệ thống chăm sóc y tế, gây khó khăn cho việc tiếp cận với nước sạch và khiến các nơi trú ẩn ngày càng quá tải. Việc thiếu nhiên liệu ở khu vực đông dân cư đã khiến các nhà máy khử muối phải đóng cửa, làm tăng nguy cơ lây lan các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn. Kể từ giữa tháng 10, hơn 33.550 trường hợp bị tiêu chảy đã được báo cáo, phần lớn là trẻ dưới 5 tuổi. WHO lưu ý các cơ sở y tế gần như không thể duy trì các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cơ bản, làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh do chấn thương, phẫu thuật và sinh nở. Tổ chức này đồng thời cảnh báo sự gián đoạn trong công tác tiêm chủng định kỳ cũng như tình trạng thiếu thuốc điều trị các bệnh truyền nhiễm sẽ làm tăng thêm nguy cơ lây lan dịch bệnh nhanh chóng. Hệ thống y tế ở Gaza hiện đã bị quá tải do thiếu trầm trọng các điều kiện hạ tầng thiết yếu gồm điện, nước và nhân sự. Mới đây, một con cừu tuyết nặng 1,2 kg thuộc dòng Matsuba đã được bán với giá kỷ lục là 10 triệu yên, khoảng hơn 66.000 đô la Mỹ, tương đương 1,62 tỷ đồng. Trong phiên đấu giá đầu tiên của mùa đánh bắt cua tại cảng cá Hamasaka, miền Tây Nhật Bản. Người thắng cuộc đấu giá ngày 6 tháng 11 là Ryosuke Uemura, chủ nhà hàng ở Chuo, Kobe. Ngoài con cua có giá 10 triệu yên, ông cũng đặt giá 2,5 triệu yên cho một con cua khác trong phiên đấu giá ngày 7 tháng 11. Ban tổ chức đấu giá cho biết, đây là lần đầu tiên cua tuyết được đặt giá hơn 1 triệu yên trong 2 ngày liên tiếp. Mức giá này đã vượt qua kỷ lục 3,15 triệu yên được thiết lập trước đó tại thị trấn cảng Shibayama, Kami của tỉnh này năm 2022.